Rồi, hello em Tú xin chào tất cả mọi người nhé. Thì hôm nay tiếp tục em sẽ review cho mọi người xem một số dòng máy của The World. Thì hôm nay em có một lô máy này của máy rửa xe của The World nha mọi người. Hôm nay em sẽ xả cho anh em. Đợt này em có vài cây nó như nhau là bị như thế này. Đây hàng về thì bị hải quan rọc hàng. Rọc hàng kiểm tra. Đó. Thì nói chung hàng là hàng mới hết nhưng mà bị rọc hàng kiểm tra nên hôm nay những cái cây này thì em sẽ sale cho anh em. Giá hiện tại đó là 3,5 triệu. 3,5 triệu một body của máy rửa xe nha mọi người. Đó, hàng thì vẫn là hàng mới 100% thôi. Nhưng mà hàng nào bị rọc thì không còn nghiên sale thì mình sẽ sale cho anh em. Đó. Rồi hôm nay mình sẽ buông máy ra và review cho mọi người xem nhé. Thì mình không có nhiều đâu mọi người, chỉ được có vài cây thôi. Máy rửa xe này thì hàng này là mình xách tay từ Mỹ về. Đó, hàng xách tay từ Mỹ về. Và ở Việt Nam thì cũng đã có model này rồi. Nhưng mà ở Việt Nam thì giá nó sẽ cao hơn. Giá đâu đó tầm khoảng hơn 5 triệu. Đó. Mọi người hôm nay mọi người mua ở bên mình thì giá nó sẽ đâu đó rẻ hơn tầm khoảng 1,5 triệu lần nha. Đó. Giá quá hời luôn. Quá hời cho anh em. Số lượng rất ít cho mọi người. Anh em nào... mua thì anh em đặt hàng sớm. Rồi, số lượng rất là ít. Đó, hàng thì vẫn là hàng mới 100% luôn. Nhưng tại bị rọc thôi. Bị hải quan thì nói chung hàng này hàng xách tay mà. Về thì phải qua bên hải quan kiểm tra. Đó. Đây, thì ở đây thì mọi người sẽ thấy một đây là một cái càng xịt nè. Đây là một cái bình xịt nè. Bình này là chuyên dành để xà bông, phun bột tiết. Đó. Rồi đây là cái ống nước nè. Ống nước. Rồi, ở bên này là một cái thân máy rửa xe nè. Ở đây trong này thì có những cái phụ kiện. Đây mình sẽ tháo ra cho mọi người xem. Đây, những cái phụ kiện của nó nè. Thì phụ kiện này thì nó sẽ gồm có một cái đầu, đây là đồ nối nhanh nè, để dẫn nước vào. Đồ nối nhanh để dẫn nước vào. Rồi tiếp theo đây là những cái phụ kiện bếp phun nè. Đó, bếp phun thì nó có rất là nhiều đầu. Đầu 40 độ nè, 15 và đầu 25 độ. Đầu là đầu turbo nè. Thì khi mọi người sử dụng bằng cái đầu này thì nó sẽ tạo ra một hình xoắn ốc. Đó, lực khá là mạnh. Đó. Rồi, đây là cái thang máy nha mọi người. Thang máy nha. Thì thang máy này nó được sản xuất tại Việt Nam nè. Đó. Thì hầu như mình thấy những cái dòng máy rửa xe thì nó đang bằng pin hoặc là bằng điện nó đều sản xuất tại Việt Nam nha mọi người. Đó, dành cho anh em nào quan tâm. Đó. Khá là ngon luôn. Còn hàng Việt Nam mà chính hãng á, thì nó lại sản xuất tại China. Hàng Mỹ thì nó từ Việt Nam, sản xuất tại Việt Nam. Rồi mình sẽ cắm một viên pin vào. Hàng này mình có thể bỏ được pin 9A luôn nhé. 6A 9A. Rồi sẽ bóp thử. Đó. Máy chạy khá là lực nha mọi người. Bên này là cái đầu hút nè. Đó. Rồi, thì con này lực của nó đó là 550 PSI. Thì giá hiện tại mình đang bán cho anh em. Những cái cây nào mà nó bị rọc á thì mình sẽ bán cho anh em giá đó là 3,5 triệu. Giá này chưa bao gồm phí ship nha anh em. Đó, giá cực kỳ tốt, cực kỳ hời luôn. Rồi, thì kết thúc video ở đây thì em Tú cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi video của mình. Nếu mà anh em nào thấy video hay thì có thể nhấn nút like, subscribe và chia sẻ video giúp mình nhé. Rồi em Tú xin chào tất cả mọi người.